Mến chào toàn thể quý anh chị và ngày hôm nay thì tổng diện tích 7 ha đất đỏ này em Nga giới thiệu đến với quý anh chị thuộc huyện Chư Sê, cách ngoài quốc lộ 25 vào đây chỉ có 1 km thôi nhé. Và cái lô đất của mình là chất đất đỏ ba gian quý anh chị nhé. Đây này, ở đây đất đỏ mà nó có pha một chút đen nhưng mà vẫn là đất đỏ quý anh chị nhé. 7 hecta thì gia chủ đã có bìa 3 hecta. Ở trên cái lô đất của mình thì đã có điện 3 pha, đường ô tô bán tải vô tới nơi. Đường to, đường rất là to nhưng mà tại vì gia chủ về quê này, ít có đi xuống dưới đấy này cho nên là đường nó hơi cỏ nó lên ạ, chưa có kịp làm cỏ gia chủ để không. Giờ có tuổi già sức yếu rồi, không có làm được. Trên cái lô rẫy của mình thì có cái căn nhà ở trên rẫy ạ. Nhà tạm thôi, trên rẫy. Mấy phòng ngủ luôn. Giếng nước. Điện đóm. Gia chủ tuổi già, giờ về muốn bán để thu hồi tiền về quê. Đất ở đây thì nó bằng như một cái sân bóng luôn ạ. Hiện là bây giờ gia chủ đang cho thuê cái chỗ đất của mình này để cho người ta trồng mì. Đất thì ở đây thì bằng. Đó, mì thấy rất là tốt các anh chị. Ở đây gần xung quanh nhà cửa dân cư ở đông nha. Và ở đây đang có đám cưới, người ta đang hát vi vu. Đường điện thì ở đây, nhà hàng xóm ở bên đây là quý anh chị này. Ở đây cỏ nhiều quá, tổng diện tích 7 hectare nó rất là rộng. Thì nhà đang còn cỏ cho nên là mình quay vào nó không có được đẹp cái màn hình lắm. Chỉ thấy toàn là cây, cây và cây thôi. Đó, và trên tí nữa cái hình play cam em gửi đến quý anh chị á thì coi về nó rõ ràng hơn nha. Và bây giờ thì em Nga đi ra ngoài đường cho quý anh chị xem này. Từ vị trí cái lô rẫy của mình á mà ra ngoài đường quốc lộ thì 1 km. Ở đây thì đường ô tô vào tới nơi và cách cái sân bay thành phố Pleiku khoảng chừng là 42 km ạ. Đã có bìa 3 hết rồi ạ. Thì gia chủ bán tổng hợp luôn cả cái 7 hết này này. Đây là có cái nhà kho này. Cái nhà kho của gia chủ để lên. Để đựng đồ. Đường điện hang. Để em đi ra ngoài đường cho quý anh chị xem nha. Đường này đường đường lớn, đường này trên rẫy của mình ấy quý anh chị, đường này trên trong cái rẫy của mình luôn cho nên là nó có đường đất cấp phối đường lớn ra 1 km thì ra tới quốc lộ. Tiện ích trường trạm ở đây thì khoảng chừng 5 km đổ lại. Cái lô đất này cho quý anh chị mua trồng cây ăn trái rất là ok. Đất đỏ và có pha chút xoài cơm nhỏ nha. Đó, đây là nhà hàng xóm này, cái lô đất của mình thì nhà hàng xóm người ta trồng mía rồi các anh chị. Cái lô đất của mình để trồng mía thì quá tuyệt vời luôn ạ. Trồng cây ăn trái cũng còn được luôn. Đất của mình thuộc huyện Chư Sê các anh chị. Đây là trên cái mặt đường liên thôn từ ngoài quốc lộ vào trong đây, khoảng chừng một cây cái đường đất cấp phối to như thế này. Ô tô bán tải là vô tới nơi, ba chân xe thì ba chân cũng vô tới nơi. Và cái lô đất của mình đây này, lô đất của mình ở đây, đây đường liên thôn các anh chị, đây là hàng xóm nhá. Đó, và bắt đầu cái lô đất của mình bắt đầu ranh giới này từ cái đám mía này là thuộc trên đất của mình luôn. Khoảng chừng có 10 mét mặt đường liên thôn như thế này là bắt đầu nở hậu đi vào trong và có đường bao quanh luôn đấy quý anh chị. Đất của mình tự mở đường quý anh chị nhé. Đây bên xung quanh cái ranh giới ấy là đã múc mương với hàng xóm hết rồi. Đó. Cái vườn mía này là người ta cho thuê, đang cho thuê ở trên hiện cái lô rẫy 7 sào thì đang cho thuê mỗi năm thu về là khoảng chừng 50 triệu tiền thuê đất đó quý anh chị.
người ta trồng mía này, rồi họ cho thuê trồng mì. Đó, đây, đất của mình bắt đầu như thế này thì cứ đi vào. Phía bên trái là của mình luôn. Đó, bên trái đây là, bên phải là nhà hàng xóm. Và đây là cái hình ảnh từ trên cao của Playcam. Quý anh chị có thể nhìn thấy rõ cái khu rẫy của mình, xung quanh có nhà cửa dân ở đông nha. Tổng diện tích 7 ha mà có bìa là 3 ha thì gia chủ bán tất cho quý anh chị luôn, bán nguyên 7 ha như vậy là giá 360 triệu trên 1 ha. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này thì xin liên hệ đến kênh Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.